bệnh rối loạn tiền đình thì một cái từ rất là chung chung. Do đó là khi mà bệnh nhân bị chóng mặt đi đến khám một bác sĩ thì bác sĩ ghi trong cái toa thuốc là bệnh nhân bị rối loạn tiền đình. Nhưng khi mà đứng trước một bệnh nhân bị chóng mặt với con mắt của bác sĩ nội thần kinh, chúng tôi là cần phải phân loại thành hai cái loại: một là chóng mặt mà do tiền đình ngoại biên, hai là chóng mặt mà do tiền đình trung ương. Bởi vì cái tình trạng chóng mặt mà do tiền đình trung ương gặp trong một số bệnh rất là nguy hiểm, ví dụ như là bị xuất huyết não, xuất huyết tiểu não hoặc là u tiểu não chẳng hạn, nó đều gây ra cái tình trạng chóng mặt và nó rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải điều trị sớm, rồi sau đó khi mà đã loại trừ hết tất cả những cái nguyên nhân mà tiền đình trung ương thì chúng ta sẽ có chẩn đoán bởi đây là một bệnh nhân bị tiền đình ngoại biên, thì dựa vào các cái triệu chứng của bệnh nhân, các cái triệu chứng về cơ năng, triệu chứng về thực thể, chúng ta sẽ xác định đây là bệnh nhân bị cái chóng mặt là do tiền đình gì, trên tiền đình ngoại biên, thì lúc đó chúng ta sẽ điều trị. Và để điều trị cái tiền đình ngoại biên thì có những cái nhóm thuốc, trong đó là có những cái nhóm thuốc để mà điều trị triệu chứng cái chóng mặt, để giảm cái triệu chứng chóng mặt cho bệnh nhân, đồng thời là có những cái thuốc để mà làm giảm cái nôn ói cho bệnh nhân, giảm cái lo lắng cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân là bớt lo lắng căng thẳng, thì lúc đó sẽ có những cái hiệu quả trong cái điều trị chóng mặt hơn.